Theo Ban Quản lý Di tích rừng quốc gia Yên Tử, trong sáng mùng 1 tháng 1 có khoảng hơn 700 du khách đến tham quan, trong đó chủ yếu khách sử dụng hình thức đi cáp treo, một số ít sử dụng đường bộ. Lượng khách này tăng không nhiều so với ngày thường. Đến thời điểm này thì có lẽ rằng là khi du khách về Yên Tử thì cũng cơ bản là cũng rất là hoan hỉ. Thì cũng cơ bản thì du khách cũng rất là ủng hộ với cái chủ trương của tỉnh. Thì để trên cơ sở đó thì có cái nguồn tái nguồn thu thì để cho tiếp tục đầu tư tôn tạo để Yên Tử khang trang. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí thì hai cơ quan Ban Quản lý Yên Tử và công ty cổ phần phát triển Tục Lâm đã phối kết hợp với nhau rất là tốt, chuẩn bị rất nhiều các cái biển bảng rồi tập huấn cho anh em đội ngũ bán vé, đội ngũ cung cấp thông tin và tất cả các bộ phận trong hai cơ quan đã được tập huấn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều du khách cho rằng việc lên chùa không nên tính phí. Đặc biệt nhiều du khách băn khoăn về việc sử dụng số tiền trên liệu có phục vụ cho việc tôn tạo di tích. Theo tôi cái chuyện thu phí thì là không vấn đề gì, nhưng cái cơ bản nhất là cái tiền phí thu về sau đó sẽ được sử dụng như thế nào, cái đấy là một cái là cái quan trọng, nó phải được minh bạch và phải được có kiểm soát để đảm bảo là cái tiền thu phí đấy được phục vụ đúng vào những cái mục đích mà xây tôn tạo tốt đẹp và để lại những cái giá trị cho nhiều thế hệ sau này. Trước đó tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 vào cuối năm qua, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh khẳng định mức phí này tương đồng với các khu di tích ở các tỉnh khác như Hồ Ba Bể, Bắc Cạn. Năm 2012 và năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã hai lần đề xuất loại thu phí này. Theo tính toán của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, với mức phí trên, mỗi năm sẽ có thêm khoảng 40 tỷ đồng phục vụ đầu tư, quản lý và phát triển danh thắng Yên Tử. Nguồn thu phí để lại 100% cho thành phố Uông Bí để chủ động thực hiện nhiệm vụ này. Từ năm 2009 đến nay, Quảng Ninh đã đầu tư nhiều dự án quan trọng ở khu di tích Yên Tử như mở đường hai làn xe từ Dốc Đỏ vào Yên Tử, đường điện chiếu sáng, trùng tu tôn tạo chùa Suối Tắm, kè đá chống sạt lở chùa Hoa Yên, dự án mở rộng đường giao thông Yên Tử, trung tâm lễ hội, tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.